quay trở lại với kênh YouTube Thác Quy Nguyễn, những lời sống dưới nước của mình nha. Thì hôm nay giờ này thì khoảng gần 11 giờ đêm rồi mọi người. Thì mình mới đi làm về, thì giờ này mình cũng chuẩn bị một thố thịt cá cho mấy cái con cá trong hồ của mình ăn để quay lại cho mọi người xem ha. Thì cái này là cá dụng nha mọi người, mình mua ở ngoài chợ về rồi mình để tủ lạnh, tủ đông á. Rồi mình cắt nhuyễn ra cho tụi nó ăn. Thì thường mình cho nó ăn khuya không à mọi người, mấy con này nó ăn đêm. Bởi vì tại mình không có thời gian, chứ cho tụi nó ăn đêm cũng khá là nguy hiểm nha mọi người, tại vì sợ ban đêm nó cúp điện đâu đó. Thì con chay cọp của mình các bạn thấy nhanh lớn không? Lớn nhanh bà cố luôn á, với con hồng dĩ. Ý mà cho ăn ít rồi đó. Thì cái đuôi của nó mới bị rách tưa tưa này, chắc bị mấy con chốt bông cắn á mọi người. Chốt bông ngay cái má lọc nè. Con đó nó dữ, còn nó cắn con chốt bông này te tua luôn. Con này mới lành vây lại nè. Chứ nó cắn con chay cọp á mọi người. Hôm mốt con chay cọp lớn rồi mày biết cảnh với nó nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho tụi nó ăn nha mọi người nha. Bỏ cái thố này vô hồ. Đó. Chút bông làm liền ha mọi người. Không dễ à. Vô đếm lụm cục luôn. Mình rất thích coi mấy con cá này nó ăn nha. Còn hồng dĩ các bạn đó, nó lua như cái hạm đội vậy. Nó ăn. Con giò đếm rồi. Con này là con giò đếm nha mọi người nha. Cha bạch tạng nó cũng ăn luôn. Mình lúc trước mình cho nó ăn thức ăn viên, bây giờ tập cho nó ghế thì nó cũng ăn mồi sống luôn mọi người. Thì còn con cá lâu kiến này là nó ăn thức ăn viên nha, chứ mình chưa thấy nó ăn thịt. Nhiều đây không đủ màu rồi. Chay cọp không biết sớm giờ có lụm được cục nào không, chạy qua đó luôn rồi. Tại đây còn cục nữa nè. Đây. Các bạn thấy hai con dồi đếm của mình đã không? Nhìn nó khác gì mấy con thành cát tư hãng đó ha mọi người ha. Mình thấy cái vây lưng nó còn cao với cái đuôi nó còn dài hơn là thành cát tư hãng đó. Chay cọp ăn được cột rồi mọi người, bụng nhọn nhọn. Con đen này hình như sớm giờ chưa được cục nào nha. Không lẽ giờ mình thêm thức ăn cho nó ta. Con ghê này ăn cái bụng trong bóc rồi. Giò đếm rồi mọi người, ăn bụng trong bóc. Con chốt bông này thì nó lùa đáy, nó ăn thấy ghê luôn á. Mà có điều cái nó giữ bà cố luôn, nó gặp con nào nó cũng cắn hết mọi người. Nó cắn là không phải nó cắn cái gì mà dạng như nó cắn nó xua đuổi, nó giống như không cho vô lãnh thổ của nó mọi người. Giống như nó tranh giành lãnh thổ á. Còn cục trên này nữa, không lẽ giờ mình cho nó ăn thêm thức ăn viên quá. Tại vì mình cho ăn thức ăn viên thì con cá lâu kiến này nó mới ăn được mọi người. Chứ mấy con này nó không ăn được luôn, để mình lấy thức ăn viên lên. Thì đây là cái hũ thức ăn viên của mình nè mọi người. Thì cái thức ăn này là hạt hơi bự nha. Thì mình dùng để cho con cá mập cảnh của mình ăn, con cá mập thái nè, cá cha bạch tạng đó, với mấy con giò đếm này nó cũng ăn đó nha. Hồng dĩ hồi đó mình nuôi thì nó lớn lớn lên rồi cho ăn thức ăn viên, tập nó cũng ăn nha mọi người. Chay cọp luôn nó cũng ăn nữa. Nhưng mà bây giờ thì tại mình cho nó ăn mồi sống nên nó mau lớn á. Hồng dĩ giờ cũng chầm bá nè, có nhỏ nhít gì đâu. Bự thấy chỉ nó chạy ra mọi người. Nó ra nó đòi kiếm ăn nữa, cái bụng trong bóc rồi còn ra kiếm ăn nữa.
Rồi để mình thả thức ăn viên vô cho nó ăn ha. Giờ thì trước hết mình cho nó ăn nhiêu đây đi mọi người, nhấm chút đổ dừng. Giờ mình cho nó ăn trước nhiêu đây nha. Coi coi nó ăn hết thì mình sẽ bỏ vô thêm nữa. Rồi còn miếng thịt nữa. Cái này cái máy sưởi của mình mọi người. Thì cái máy sưởi này thì vào lúc mùa mưa như thế này thì rất là tiện nha. Ai nuôi cá chép với cá bà đuôi rồi các bạn nên sắm một cái này nha mọi người. Cái này nó làm nước nóng á. Nhưng mà cái này nó dở có một cái là cái ống này nó không có cái đồ bao xung quanh mọi người. Thì cá mình nhiều khi nó đụng vô để lâu nó sẽ phỏng nha. Với mình là mình cũng cẩn thận lắm nha. Mình tắt điện rồi mình mới dám thọt tay vô hồ. Mặc dù nó không có nóng mà mình sợ mình sơ ý mình đụng á mọi người. Mình đụng liền thì nó không nóng liền. Nhưng mà khoảng vài giây sau nó phỏng mình đó nha. Với cái cây này mà để rồi nó lòi lên khúc nữa mọi người. Hồi để mình nhét nó xuống. Chứ để hỏng hỏng là nó dễ nóng quá nó nổ quá mọi người. Rồi con lau kiến lên ăn nè. Lau kiến ăn thức ăn viên không à. Thì lúc trước mình không biết ở trên chỗ bán người ta cho nó ăn cái gì. Con này thì mình mua của cái chú bán cá xe á. Nó ăn nó hóp hóp gì đó chứ có ăn được gì đâu. Chừng nào thức ăn mà mềm lắm á, được á, nó mới ăn được luôn à. Chứ giờ đâu có ăn được đâu. Không mà nhờ có nó mấy con dồ đếm rồi nó mới thấy được cái thức ăn ở trên, nó mới dạng, nó mới dám lên trên ăn mọi người. Thì cái này mình dời vô đây đặng con chốt bông nó mới kiếm chuyện với con chị cọp nữa các bạn thấy không? Ghê à. Kiếm chuyện với người ta hoài luôn. Ảnh nhỏ vậy đó mọi người mà ảnh kiếm chuyện không à. Con chị cọp nó mà bự chút nữa nó sực mày luôn cho mày biết. Mốt thì con hồng dĩ con chị cọp mà bự chắc mình phải vớt hai chốt bông này ra. Chứ mình nuôi chung là nó thịt đó nha. Giờ này con chơi cọp nó nhịn nhục á. Mấy ảnh cái gược nó suốt luôn. Anh cắn con này hồi đầu te đuôi te tua hết. Bây giờ lành lại nè mọi người. Rồi cái bụng cái da của nó trơn bóng luôn. Giống như xì giải sa tim vậy mọi người. Cắn ta. Con nó khu vực này thì của anh chơi cọp à. Anh qua anh khu vực đó à. Lúc này bị con chốt bông quấy gối quá. Anh hay lên trên mọi người. Anh không có xuống dưới nè. Bộ có thức ăn hay gì lụm nó ăn mà. Ăn gì ta. Lụm được cục cá à. Lụm được cục cá. Con này nó háo ăn dữ thần nha. Các bạn thấy cục cá chầm bá không? Nó ăn. Biết nó nuốt được hôm nay. Nuốt bậy bạ mất cổ báo mình á. Con nó háo đói lắm mọi người. Hồi đầu mình tính nó khó nuôi nhưng mà mình thấy nó dễ nuôi. Rất là dễ nuôi. Bữa nay con cá da bạch tạng của mình sao á ta. Nó nhét nó không dám lên ăn luôn mà thức ăn viên còn cá nồi vậy. Hồi không lẽ vớt ra ta. Chứ hồi mình tắt đèn là nó ăn hết rồi mọi người. Tại quay cái nó không ăn á. Có con cá lau kiến ăn nè. Cá lau kiến lên chuẩn bị ăn. Với mình quay mình đưa cái máy quay hơi gần nó nhét quá. Mấy con này thì không biết mấy bạn nuôi làm sao chứ sao mình nuôi từ đầu giờ mấy ngày ta cũng 3-4-5 ngày gì đó mọi người không nhớ kỹ nữa nhưng mà cũng lâu rồi mà sao nó cứ tìm đường nó ra vậy hoài á. Nó không có bình thản như mấy con thành cát tư hãn nha. Mấy con thành cát tư hãn thì một khi nó quen hồ rồi nó chỉ một chỗ nó vòng vòng thôi mọi người chứ nó không có lăn xăng nó kiếm đường ra giống như con này.
nó mà kiếm đường ra là có chuyện đó, trong nước có vấn đề đồ này kia. Rồi thì hôm nay mình chỉ quay cảnh mình cho chúng ăn về đêm với cập nhật cho mọi người biết tình hình của mấy con cá của mình sao thôi. Nó lớn như thế nào, nó nhỏ như ra sao. Thì bây giờ cũng khuya 11 giờ mấy rồi mọi người. Thì chúc mọi người ngủ ngon nha. Mọi người nào chưa đăng ký kênh của mình thì nếu thích video của mình thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh giúp mình. Còn mấy bạn nào đăng ký kênh rồi thì hãy nhớ cho mình xin một like, một lượt chia sẻ nếu các bạn thích. Thì để giúp kênh của mình nhanh chóng phát triển hơn, để mình kiếm tiền đồ còn mua cá nuôi cho mọi người xem nữa. Cá con mấy trăm không á mọi người mà làm YouTube. Tháng được có 200 mấy hay gì à. Người đạo đâu ra tiền mà mua cá quay cho mọi người. Mình tính kiếm thêm mấy loại cá da trơn nữa, mà mấy con cần cần nước đồ ở Amazon đó mọi người. Không biết mọi người biết mấy con đó không? Thì mình thích mấy loại đó hơn là mấy cái loại hoàng bảo yến đâu nha. Hoàng bảo yến thì mình không thích. Nói chung mấy con mà dạng như họ cá rô mình ít có nuôi mọi người. Mình thích loại cá da trơn nhiều. Rồi, thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon.